thuộc hạ với tư cách đệ nhất dũng sĩ của Tiết Đan, mời ngày bạn trong viện này đánh thử. Tốt lắm, tốt lắm. Bổn vương cũng muốn thưởng thức võ học của Trùng Nguyên. Dương gia, Thế phiên huynh là đệ nhất dũng sĩ của Tiết Đan, tại hạ đương nhiên là không bằng được rồi. Tân công tử, xin đừng cả xấu mà. Tào huynh, mời. Được rồi, anh là khách của Tiết Đan, bây giờ tôi nhận anh 3 chiêu. Thế phiên huynh, anh đã đấu vài trận rồi, chắc sức lực của anh đã hao tốn rất nhiều. Tôi đã chiếm được ưu thế, cho nên tại hạ phải nhường anh 3 chiêu mới đúng. Đừng khách sáo nữa, bắt đầu đi. Mời. Mời. Tôi nhận thua. Anh cũng thiệt là khôn hả? Tao thấy anh có thể đánh thắng được Thế Phiên, nhưng mà anh lại nhận thua. Muốn làm cho cha tao vui lòng hả? Nạp Lan quận chúa, có ai mà không muốn có quyền cơ thế chứ? Hơn nữa cha của quận chúa đã khuếch trương thế lực. Ta muốn người hạng tần ngạo tới gặp mặt ta. Dương già hả? Xin tha cho tiểu nhân ta gần nói một câu. Nói đi. Bắc Nguyễn Đại Dương bất đồng chánh kiến với Dương gia, hắn muốn thủ tiêu Dương gia. Nếu mà hắn biết được quan hệ giữa Dương gia và Tần Ngạo, nói cho Đại Dương Tiết Đan nghe, lúc đó Dương gia sẽ không được sự tin cậy của Đại Dương Tiết Đan nữa. Thế lực ở trong triều đình của Dương gia cũng giữ không vững nữa. Yên tâm đi, ta biết phải làm sao rồi. Ta hẹn nó gặp mặt, chẳng qua là muốn nói rõ thôi. Ngạo Nhi. Nghĩa phụ. Con thích con ngựa này không? Dạ thích. Nghĩa phụ tặng cho con. Cảm ơn nghĩa phụ. Nghĩa phụ à, chừng nào nghĩa phụ mới cùng con đi Thảo Nguyên cưỡi ngựa? Thảo Nguyên là chỗ của Tiết Đan chúng tôi. Con là người Trung Nguyên nên trở về Trung Nguyên. Con lớn lên ở đây, con thích Tiết Đan, con không về Trung Nguyên. Con bây giờ còn nhỏ tuổi, không hiểu quốc gia của chúng tôi gọi trận đại anh hùng để nổi ra sao. Con không biết, con chỉ biết nghĩa phụ tốt với con, nghĩa phụ thương con, săn sóc cho con. Con đã lớn rồi, không cần ai săn sóc cho con nữa. Ngày mai con cởi con ngựa này trở về Trung Nguyên, về tổ quốc của con đi. Nghĩa phụ, con không rời khỏi đây, con nhất định không rời khỏi đây. Nghĩa phụ, cho dù con ở lại Tiết Đan nữa, nghĩa phụ cũng không lo cho con nữa đâu. Nghĩa phụ, nghĩa phụ. Con không phải là đứng nam tử hơn. Con không lấy con ngựa này, con cũng không trở về đây nữa. Chú Hưng, Dương gia muốn gặp mặt cậu. Tối hôm qua con làm như vậy, nghĩa phụ không muốn hỏi nguyên nhân,
cũng không muốn trách tội con. Từ nay về sau, con ở tiết đài nhất định phải cẩn thận. Nếu mà nghĩa phụ thấy được con làm chuyện gì bất lợi với tiết đàn, nghĩa phụ là Nam Quyển đại dương của tiết đàn nhất định không tha cho con đâu. Lúc trước nghĩa phụ thu nhận con làm con nuôi, tại vì nghĩa phụ quá hồ đồ. Nghĩa phụ cũng biết trước sẽ có ngày hôm nay, tại vì dù sao con cũng là người hắn. Nghĩa phụ con à, thôi đi. Dù sao đi nữa, từ nay chúng ta đừng có nhắc tới chuyện cũ nữa. Chả chỉ lo cho sự an nguy của con thôi. Nghĩa phụ, Ngạo Nhi tuy rằng đã trưởng thành, nhưng mà nghĩa phụ có công nuôi dưỡng, con chỉ nhớ mãi suốt đời. Đứng dậy, chuyện quá khứ ta đã quên sạch hết rồi, không còn nhớ gì nữa. Tại vì anh là người hả? Anh muốn làm bạn với người tiếp đàn, anh đừng có hôn. Sư phụ, tập lại đi. Sư phụ, tập đi. Dạ. Sư đệ. Sư tỷ, hôm nay nghĩa phụ không có dạy kiếm pháp cho sư đệ sao? Không có, sư phụ hình như là đang giận em đó. Không đâu, nghĩa phụ thường khen sư đệ có căn bản và có khiếu tập võ, tiến bộ nhanh lắm. Sư tỷ biết không, hồi nãy sư phụ đưa cái cuốc này cho em, nói là dùng cái cuốc này tập võ, dùng để cài rôn thì đúng hơn. Hồi nãy ông kêu đệ dùng cuốc tập võ. Phải đó. À, sư tỷ à, sư phụ có dạy qua sư tỷ dùng cái cuốc này tập không hả? Nghĩa phụ dạy cho chị, chưa chắc là dạy cho em. Dạy cho em, chưa chắc dạy cho chị đâu. Tại sao nghĩa phụ bắt nó dùng cuốc, không dùng kiếm hả? Chắc là có dụng ý gì. Dạ không, hình như là giống cày ruộng vậy đó. Hay là vậy nha, chúng ta đánh thử đi. Sư tỷ. Sư tỷ, tôi và nghĩa phụ ít có xuống núi lắm, ở gần đây chỉ có mấy cái nhà thôi, cho nên bất cứ cầm lên cái gì cũng phải biết sử dụng đó. Sư tỷ, bây giờ em mới biết được tại sao sư phụ bắt em phải dùng cái cuốc tập võ. Em nghĩ ra được rồi hả? Sư phụ muốn em hiểu rằng lúc mà đối địch chưa chắc là có binh khí, nếu mà cầm được cái gì con phải biết thành binh khí, và chiêu thức phải tùy cơ ứng biến. Không biết sư để nói cái gì. Đây cũng nhờ sư tỷ nhắc nhở thôi. Sư tỷ, sư phụ cố gắng dạy như vậy, nếu trong tương lai em có thể góp sức cho quốc gia, em nhất định phải đền ơn cho sư phụ. Còn nữa, còn phải cảm ơn sư tỷ ở bên nhắc nhở.
Em muốn đi tòng quân hả? À phải. Em không thích sống ở đây sao? Sư tỷ, bây giờ là thời loạn, em không muốn sống ở đây như vậy. Em tin rằng chắc sư phụ cũng đồng ý em làm như vậy. Nhưng mà nghĩa phụ đã hứa chị từ nay sẽ không xen vào chánh sự, chị sẽ ở trên núi này hưởng tuổi già. Sư tỷ. Gia coi Phi Long Trần Quyền thề chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Bắc Uyển đại dương của Tiết Đàn lần trước tới Trung Nguyên, không ngờ thừa cơ đã trộm đi bản đồ quân sự của Trung Nguyên chúng ta. Đệ nhất đương gia đã mấy lần cho người lấy về nhưng mà đều bị thất bại. Bây giờ bản đồ trong tay của Bắc Uyển đại dương. Vậy ý của đại dương gia là muốn tôi đích thân đi Tiết Đàn lấy bản đồ đã về có phải không ạ? Đúng vậy. Được, làm phiền anh về nói với đại diện già, tối nay tôi sẽ lên được. Người Tước Đan đã chuẩn bị nhiệm vụ lần này sẽ nguy hiểm lần trước đó, thì dân già phải cẩn thận nha. Yên tâm đi, địa đồ lọt trong tay của người Tước Đan quan hệ tới sự an nguy của người Trung Nguyên chúng ta. Cho dù tôi phải hy sinh tánh mạng, tôi cũng phải cố gắng lấy về cho được. Hy vọng dân già sớm thành công trở về. Đào Nhi, khuya vậy kiếm cha có chuyện gì? Nghĩa phụ, nghĩa phụ lại gặp mặt với người của hội Phi Long nữa. Con thiệt là nghĩa phụ đã hứa với con không tham gia hội Phi Long nữa mà. Nghĩa phụ đừng giấu con nữa, khuya như vậy ra ngoài chắc chắn là người của hội Phi Long kiếm nghĩa phụ. Nghĩa phụ, con xin nghĩa phụ đừng có làm gì cho hội Phi Long nữa. Sao hả? Con, quốc gia hưng vong thất phu hữu trạch, huống hồ bây giờ bọn cháu Tiết Đàn muốn tấn công Trung Nguyên chúng ta. Không lẽ nghĩa phụ thấy quốc gia đang có nguy hiểm mà không ra góp sức sao? Nhưng mà làm gì nguy hiểm lắm. Lần trước nghĩa phụ đi hành thích Bắc Uyển đại dương xém chút đã bị giết, giờ đi đối phó họ nữa chẳng khác nào đi nộp mạng. Nghĩa phụ, nếu nghĩa phụ quyết định đi Tuyết Đàn, xin dẫn con theo đi. Không được, nghĩa phụ không dẫn con đi nạp mạng. Con đi ra ngoài. Nghĩa phụ, nếu con không nghe lời của nghĩa phụ, vậy Trần Quyền không phải là nghĩa phụ của con nữa. Ra đi. Sư phụ, tại sao suốt ngày không thấy mặt của sư tỷ vậy? Sư phụ à, con đi kiếm sư tỷ nha. Không cần, để cho nó yên tĩnh đi. Sư phụ, con đi kiếm sư tỷ nha. Thật ra xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao sư phụ không cho con đi kiếm sư tỷ vậy? Đừng hỏi nhiều, đi cờ đi. Con không đi nữa. Ở ngoài mưa lớn như vậy sư tỷ sẽ có nguy hiểm đó. Sư phụ, xin tha cho con bất hiếu, con ra ngoài kiếm sư tỷ về nha. Sư tỷ! Sư tỷ!
Sư phụ đi đối phó bọn Tiết Đan. Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ, nghĩa phụ nuôi tôi lớn lên, nên tôi coi ông như là cha ruột vậy đó. Tại sao ông nhất định không nghe lời tôi khuyên, con trai đi Tiết Đan đồng mạng chứ? Sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ. Nghĩa phụ cũng biết con lo cho nghĩa phụ, nhưng mà nghĩa phụ làm như vậy cũng vì bất đắc dĩ thôi. Nghĩa phụ, xin nghĩa phụ nghe lời con, đừng có đi Tiết Đan. Nghĩa phụ, con biết nghĩa phụ thương con lắm. Chúng ta sống lại ở trên núi này nha, và con sẽ ở bên cạnh nghĩa phụ. Được rồi, nghĩa phụ hứa với con. Cảm ơn nghĩa phụ. Sư đệ. Sư tỷ tỉnh lại rồi à? Chân của sư đệ bị thương à? Không sao, bị thương ngoài da thôi. Đừng có nói nhiều, con ăn cháo trước đi. Vô đi. Mời sư phụ dùng trà. Sư phụ, sư phụ định đi xa hả? Đi đâu vậy? Tiết Đan. Thì ra sư tỷ nói thế. Sư phụ, sư phụ đi đối phó bọn chó Tiết Đan. Nhiệm vụ đi Tiết Đan lần này của sư phụ đối với lần trước để hành thích Bắc Nguyễn Đại Dương còn quan trọng hơn và nguy hiểm hơn. Sư phụ, nếu mà sư tỷ biết được chuyện này, con sợ. Cho nên phải nhờ con. Sư phụ à, hay là chờ sư tỷ khỏe lại rồi ba chúng ta cùng đi nha, không chừng sẽ giúp được sư phụ. Không được, chuyến đi này của sư phụ rất là nguy hiểm, cho nên sư phụ cũng muốn hai con đi theo. Sư phụ, vì con không được yên tâm. Có câu là chết nặng từ Thái Sơn, nhẹ từ Hồng Mao. Sư phụ. Đứng dậy. Nhiệm vụ lần này của sư phụ đi Tiết Đan có liên quan tới hội Phi Long. Con không phải là người của hội Phi Long, cho nên sư phụ cũng muốn con hy sinh vô giá trị. Hội Phi Long? Đúng vậy. Hội Phi Long là một tổ chức chuyên môn đối phó ngoại tộc xâm lăng Trung Nguyên. Sư phụ không có nói cho con biết. Sư phụ dạy con bảo vệ quốc gia, không nên ngần ngại. Nếu lần này sư phụ đi Tiết Đan là vì lão bá tánh, vậy con có phải là người Phi Long hay không cũng đâu phải là vấn đề. Tốt,
Chuyện này là chuyện của thiên hạ. Nếu mà còn có chí hướng lớn như vậy, con không cần phải lo không có cơ hội. Chỉ cần giữ được tánh mạng, nhất định phải làm được việc lớn. Dạ sư phụ. Khang Dĩnh, cố gắng tập võ và tập quân pháp. Trong tương lai con sẽ làm được việc lớn. Còn có một chuyện sư phụ muốn con giúp đỡ. Sư phụ, xin sư phụ nói ra đi. Con phải săn sóc cho sư tỷ của con. Dạ con biết rồi. Nhớ đừng cho nó biết được sư phụ biết tiếc đàn. Tại vì tánh tình của Đạo Nhi rất là ngay thẳng. Nếu nó biết sư phụ đi tiếc đàn, chắc chắn nó đi theo và tìm sư phụ. Cho nên đừng cho nó biết nha. Xin sư phụ yên tâm, con sẽ không cho sư tử biết đâu. Nếu lần này sư phụ không ai phải hy sinh, con đem lệnh bài này tới Dịch Đô đi nha. Con được sự dạy dỗ của sư phụ, xin sư phụ nhận con một lại. Nhớ nhỉ, nhớ chăm sóc sư tỷ. Dạ con nhớ. Xin sư phụ bảo trọng. Sư tỷ đã khỏe lên nhiều rồi đó. Nghĩa phụ đâu? Nghĩa phụ đang ở phía sau luyện công. Sư tỷ à, sư tỷ yên tâm dưỡng thương đi. Sư phụ dặn là cho sư tỷ khỏe lại rồi phải thử giỏi với em đó. Được rồi. Bài này là của nghĩa phụ, lúc nào cũng đem theo. Tại sao ở trong tay em? Nghĩa phụ đi tiến đăng rồi phải không? Sư tỷ. Sư tỷ. Sư tỷ. Sư tỷ. Tránh ra. Sư tỷ. Ta không thể để nghĩa phụ đi nạp mạng. Ta phải kiếm ông về. Sư tỷ, sư phụ có dặn là không cho sư tỷ đi tiến đăng. Nếu sư tỷ nhất định phải đòi đi, xin tha em vô lệ. Người tránh ra mà. Sư tỷ. Sư tỷ. Sư tỷ. Sư tỷ. Xin lỗi nha. Sư tỷ. Đừng có đi theo ta, nếu không thì chết trước mặt người. Sư tỷ, đừng làm vậy mà. Đừng có theo ta nha. Sư tỷ. Sư tỷ đừng làm vậy mà. Sư tỷ. Sư tỷ. Sao hả Nhi, đói bụng chưa? Chà, đói bụng lắm. Còn có nước nữa. Ờ đại ca, qua đây lấy nước trà cho hắn Nhi uống đi. Được rồi, tôi đi, cảm ơn nha. Cảm ơn chú. Hắn Nhi thiệt là ngon, nó ngồi yên tại chỗ đó. Cảm ơn chú. Ông chủ à, chúng tôi đi nha. Được rồi, chào chú Phán nha. Hắn Nhi, tốt quá, có bánh ăn. Có bánh còn có nước trà nữa, ngồi đi ăn đi nha. Thằng Nhi, ngồi đây chờ cha nha. Đừng có chạy đi đâu nha. Ông chủ, có chuyện thằng cô giùm tôi. Được. Dậm đây. Dừng tay. Người thiệt là to gan, dám là can hả? Đánh. Thank you.
xin nhận thêm nha bạn. Hay quá, cha con hay quá, hay ghê vậy đó. Cha, Hân Nhi. Cha, cha đau lắm cha. Hân Nhi, không có người thả anh ra. Cha, cha, cha ơi. Người giết anh đi. Cha, người giết tài, cứ còn một người cũng chết rồi. Cha ơi, cha, cha. Chúng ta đối với nhau. Cha, 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 à, cứu con với cha. Cha, 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 cha. Có người ở đây, có thả ra đi. Cha ơi, cha, 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 cha ơi, cha ơi, cha, cha, cha ơi. Anh thằng tụi tên ra. Nó ở đây, cứ thả ra trước đi. À, cha. Qua đây, Hân Nhi. Cha ơi, cha. Cha ơi. Hân Nhi. Xin con cứu Hắn Nhi và Sa Đại Ca đi. Hai cha con của họ tội nghiệp lắm đó. À, ngoan nha. Ây da, đứa con đói bụng rồi, mau cho nó bú đi. Ây da, Hắn Nhi ngoan nha, con ngoan thiệt đó. Hân Nhi, Hân Nhi, Sa Đại Ca, cô nương này đã cứu anh và Hân Nhi đó, và đánh mấy thằng kia chạy công đuôi luôn đó. Cảm ơn cô. Hân Nhi của tôi có sao không ạ? Nó bị thương nặng lắm, nhưng mà tôi sẽ tìm cách mà. Bây giờ anh nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ nhiều. À, đúng rồi Sa Đại Ca, để Hân Nhi nằm xuống đây, anh đi nằm nghỉ đi. Đúng rồi. Sa Đại Ca, cô nương à, chắc Sa Đại Ca đi ra sanh tử thạch để mà xin cho Hắn Nhi đó. Sanh tử thạch? Hắn Nhi, Hắn Nhi, Hắn Nhi, cô à, nói sao rồi? Hắn Nhi, Hắn Nhi, Hắn Nhi. Lúc trước có một người, con của ổng bệnh 7 ngày 7 đêm. Đại phu cũng nói hết hy vọng rồi, dặn mẹ của nó phải chuẩn bị tinh thần. Mẹ của nó đi tới đây, quỳ ở đây 3 ngày 3 đêm và gọi liên tiếp tên của thằng con của bà.
Rốt cuộc Hoàng Thiên không phụ người hảo tâm, con của bà không có chết. Tiếc rằng trời này cả anh. Hân Nhi, Hân Nhi, sao đại ca? Hân Nhi đã. Sao đại ca? Hân Nhi, Hân Nhi. Sa đại ca, người chết rồi không thể sống lại, anh phải bảo trọng sức khỏe đó. Cô à, chúng ta tình cờ gặp tại đây, tại sao cô tốt với hai cho con tôi quá vậy? Tại vì người Tiết Đan rất là tàn ác, ý thế ăn hiếp người của chúng ta. Chúng ta không thể khoanh tay ngồi nhìn đâu. Cô thật là người có chí lớn, nhưng mà người Tiết Đan ý thế ăn hiếp chúng tôi, nhất là chúng tôi ở gần biên cương. Tuy rằng hôm nay cô đã đánh người Tiết Đan bỏ chạy, nhưng mà người Tiết Đan nhất định không chịu bỏ qua đâu. Tụi nó sẽ trở về đây trả thù. Cô mau rời khỏi tại đây đi, tại vì tôi không muốn cô lôi cuốn vào chuyện này. Tôi nói thiệt với anh, tôi đi ngang qua đây tại vì tôi đi Tiết Đan kiếm nghĩa phụ tôi. Cô một mình đi Tiết Đan nguy hiểm lắm đó. Cảm ơn xài huynh quan tâm. Cô à, tôi ở Tiết Đan mười mấy năm, cho nên tôi quen thuộc tình hình ở bên đó lắm. Hay là để tôi đưa cô đi vào Tiết Đan nha. Cảm ơn ý tốt của xài đại ca, nhưng mà chuyến đi này nguy hiểm lắm, tôi không muốn liên lụy tới anh. Cô nương đã cứu hai cha con tôi, có thể nói là ăn mặn như núi. Cho dù xài mổ này phải chết, cũng phải giết sạch bọn chỗ Tiết Đan để trả thù cho hắn Nhi.
Sư phụ, con lại hứa gì vậy sư phụ? Đây tôi bất hiếu, đã nói chuyện sư phụ đi tiết đan cho sư tỷ biết rồi. Họ đạo nhi cũng tới đây à? Dạ, bây giờ con đang đi kiếm sư tỷ. Tại sao hai đứa không nghe lời sư phụ chứ? Chuyện đến như vậy, sư phụ cho con giúp sư phụ đi. Được. Đây cả gói thuốc bột, nửa giờ sợ con bỏ thuốc này vô trong rượu cho người tiết đan. Những chuyện còn con không cần phải lo. Con biết rồi sư phụ. Phải cẩn thận nha. Dạ. Đầu có người tiết đan rồi tôi không nhận ra anh à. Anh nên biết là kẻ thù gặp mặt là ghét thêm nữa đó. Nam lắc quân, xin cô đừng có làm dễ chuyện tôi. Được rồi, vậy anh phải cho tôi biết tại sao anh trà trộn vào đây. Anh nói anh ghét người tiết đan lắm mà, tại sao lại mặc áo của người tiết đan? Tôi à, đúng rồi, tôi tới đây kiếm Tần đại ca đó. Anh kiếm Tần Ngạo có chuyện thiệt hả? Dạ phải, à, tôi kiếm anh có chuyện. Tôi biết anh nói láo rồi. Được, muốn tôi không bể chuyện của anh cũng được. Ra muối với tôi đi. Mau lên đi. Muối theo chúng tôi đi. Muối đi. Nạp Lạc Quỳnh, tôi xin nói trước nha, muối xong rồi tôi sẽ đi đó. Tôi sẽ đi đó. Ờ, phải coi coi bổn quận chúa có cho anh đi hay không đã. Cái gì? Cô là con gái của bác Yên Đại Dương. Tôi không muốn tiếp tục muốn nữa. Cô thả tôi đi đi. Anh cần gì phải nóng ruột chứ? Tôi không có thấy Tần Ngạo ở đây. À,
Thằng Tái ca. Tiểu huynh đệ, chắc anh cũng mệt lắm rồi, vô trong ngửi rượu đi. Cảm ơn. Ê, anh nói là có chuyện muốn kiếm ảnh mà. Ê, còn nhiều thời gian lắm, mai mốt tôi muốn nói chuyện với anh cũng được mà. Tiểu huynh, anh qua uống rượu đi, một lát tôi xuống với anh. Được. Ê. Ê, không lẽ để tôi muốn mình sao? Chúng ta muốn chơi vui đi hả? Cũng dân sức đó mà. Kiêu ngạo sẽ bị bại thôi. Người đánh giá quá thấp quân lực của Trung Nguyên rồi. Nam Hiệu Đại Dương. Tiếp việc. Gương càng già càng cày. Từ nay phải xin Nam Nguyễn Đại Dương chỉ dạy mới đúng được. Dạ Đại Dương. Như vậy Đại Dương, hôm nay thì là vui vẻ. Tôi xin thay mặt cho thuộc hạ của tôi kính nhị một ly. Tôi kính nhị một ly. Triệu Khang dẫn. Chúng ta nhảy tiếp đi. Ta đủ nhiều lắm rồi. Đủ nhiều lắm. Tối nay chúng ta thật là vui vẻ quá. Đúng rồi. Mai đầu khi nó ra ngoài. Chúng tử. Khoan đã Đại Dương, đừng có uống. Ngươi qua đây. Qua đây à. Cầm đi. Uống. Không lẽ Thế Phiên đã nhận được Triệu Khang Nhẫn là người Hán? Ta kêu ngươi uống mà.